Phần 38: Những đêm Noel. Từ bấy giờ chúng tôi chỉ nói đến Arthur, bà Milligan và ông James Milligan. Arthur và bà mẹ nó hiện ở đâu, tìm chỗ nào thì thấy được người ta. Việc ông James Milligan đến đây gợi ra cho tôi một ý định và giúp chúng tôi nghĩ ra một kế hoạch mà chúng tôi tin chắc rằng sẽ thành công. Ông James Milligan đã tới sân Sư Tử Đỏ một lần, thì thế nào ông cũng đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ông ấy không có việc với bố tôi là gì. Cho nên lần sau, lúc ông đi về thì Mattia sẽ đi theo ông. Vốn ông không biết mặt Mattia mà. Thế là ta biết chỗ ở của ông, rồi thì ta gợi chuyện với kẻ ăn người ở trong nhà, và có lẽ những điều họ cho biết sẽ đưa chúng ta đến bên cạnh Arthur. Chứ không sao, trí tưởng tượng của chúng tôi cho việc này nhất định sẽ thực hiện. Cái kế hoạch tốt đẹp ấy không những có thể giúp chúng tôi tìm thấy Arthur vào một lúc nhất định nào đó, mà bây giờ nó lại gỡ cho tôi khỏi nỗi lo âu. Từ sự việc con Capi và từ khi có thư trả lời của má Paperin, Mattia luôn luôn nhắc tôi bằng mọi cách, chúng ta trở về đất Pháp thôi. Điệp khúc ấy mỗi ngày lại được tô vẽ thêm tình tiết mới. Đáp lại, tôi đưa ra một điệp khúc khác cũng luôn luôn lặp đi lặp lại với một giọng. Tớ có bổn phận không được từ bỏ gia đình, và chúng tôi không nhất trí được với nhau là ở cái vấn đề bổn phận ấy. Liên tiếp nổ ra những cuộc tranh cãi không đi đến đâu, bởi vì bên nào cũng giữ khư khư chặt ý định của mình. Phải đi thôi, tớ phải ở lại. Những khi tôi thêm để tìm cho được Arthur vào cái điệp khúc muôn thuở tớ phải ở lại thì Mattia không còn đường cãi nữa. Nó không thể chống lại vấn đề Arthur, cần phải cho bà Milligan biết rõ ý đồ của em chồng bà chứ. Nếu chờ ông Milligan đến mà cứ ngày đi vắng từ sớm đến tối như từ khi chúng tôi tới London thế này thì thật là ngu xuẩn. Nhưng cũng đã đến gần lúc chúng tôi không đi biểu diễn ngoài phố ban ngày nữa. Chúng tôi sắp đi biểu diễn vì những cuộc hợp tấu trong dịp Noel tiến hành vào khoảng giữa đêm. Như thế thì ban ngày nằm nhà, cắt một đứa canh phòng nghiêm ngặt, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp ông chú của Arthur. Một hôm, Mattia nói với tôi, giá cậu biết tớ mong cậu tìm thấy bà Milligan chừng nào. Tại làm sao mới được chứ? Nó do dự một lúc khá lâu. Tại vì bà ấy tốt với cậu quá. Rồi nó lại nói thêm, và cũng vì có lẽ bà ấy có thể làm cho cậu gặp được bố mẹ. Mattia, cậu không muốn tớ nói rõ cái điều ấy. Tớ không cố ý như vậy, nhưng không hiểu sao mà cứ không một phút nào tớ có thể chấp nhận rằng cậu lại là con cái trong cái nhà Driscoll này. Hãy nhìn kỹ tất cả những người trong gia đình ấy và hãy nhìn lại cậu một chút. Không phải tớ chỉ muốn nói đến những món tóc chổi dễ đâu. Thử hỏi xem cậu có cái kiểu giơ bàn tay như cái ông cụ nội ấy và cái cười giả tạo của cụ ta không? Rõ ràng cậu là người thượng lưu và nhất định là như thế khi nào chúng ta gặp được bà Milligan. Vì sao vậy? Tớ nghĩ một điều, hãy nói xem. Ồ không, vì sao mà không? Vì nếu ý nghĩ đó ngu xuẩn, thì... Nếu nó không đúng thì thật là ngu xuẩn. Không nên mừng trước về những việc chưa thực hiện. Ta phải rút bài học ở cái chuyện cây xanh lá tươi trong quảng trường Green chứ. Chúng ta đã trông thấy nhiều đồng cỏ tươi tốt trong thực tế, chỉ là những ao đầm lầy lội rồi mà. Tôi không vật nài vì tôi cũng có một ý nghĩ. Thực ra thì ý nghĩ của tôi lờ mờ, phiếm ảo, rụt rè lắm. Chắc là còn ngu xuẩn hơn của Mattia, tôi tin thế. Chính vì vậy mà tôi không gạn hỏi thêm Mattia. Ví thử ý nghĩ của nó lại giống cái ý nghĩ đang phảng phất trong đầu óc tôi như một giấc chiêm bao thì tôi biết trả lời thế nào. Tôi đã không dám diễn đạt ra rõ ràng thì sao tôi lại có gan tranh cãi với nó được. Chỉ còn việc chờ đợi thôi, và chúng tôi chờ đợi. Trong khi chờ đợi thì chúng tôi tiếp tục chạy ngang chạy dọc giữa thành phố London, bởi vì chúng tôi không thuộc hạng những nhạc sĩ có ưu thế làm chủ một khu phố có công chúng riêng của mình. Chúng tôi bé bỏng quá, mới mẻ quá, không thể làm vương làm tướng một nơi nào. Chúng tôi bắt buộc phải nhường chỗ cho những người biết cách chứng minh quyền sở hữu của mình bằng những luận cứ mà chúng tôi không đủ sức bác bỏ.
Đã bao lần, sau khi trổ tài nghệ chơi những bài tủ, sắp được thu tiền thì phải vội vàng cuốn gói cho một anh chàng Scotland hộ pháp, chân không đi tất, váy xòe, áo khoác kẻ ô, mũ cắm lông chim. Chỉ nghe tiếng kèn bị của anh ta thôi, chúng tôi cũng đủ chạy đi rồi. Chiếc kèn đẩy của Mattia có thể át tiếng kèn bị đấy, nhưng sức chúng tôi lại không đương nổi với con người thổi kèn bị kia. Chúng tôi cũng không đủ sức cự địch những toán nhạc sĩ da đen đương dạo khắp phố phường. Những người da đen giả hiệu ấy ăn vận một cách lố bịch. Họ mặc những áo hình đuôi cá, họ đóng những cổ áo rộng thênh thang, nó bọc cái đầu họ như một tờ giấy bọc bó hoa. Bọn này làm chúng tôi khủng khiếp hơn cả bọn đàn hát Scotland. Thoạt thấy họ đến hay chỉ mới nghe tiếng đàn banjo của họ thôi, chúng tôi đã kính cẩn, lặng im và rút lui chỗ đó, đến một khu vực có hy vọng không gặp một toán nào khác. Hoặc là chúng tôi xem họ và chờ cho họ dứt những tiết mục ầm ĩ của họ rồi mới biểu diễn. Một hôm đang đứng làm khán giả của họ, tôi chợt thấy một người trong bọn họ, người kỳ quặc nhất, ra hiệu cho Mattia. Thoạt tiên, tôi tưởng anh ta muốn chế giễu chúng tôi, đưa chúng tôi làm trò cười cho khán giả. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Mattia trả lời lại anh ta một cách thân thiện. Cậu quen với anh ấy à? Tôi hỏi nó. Anh Bob đấy. Bob nào nhỉ? Anh bạn Bob của tớ trong gánh xiếc Gác Sót, một trong hai vai hề mà tớ đã nói chuyện với cậu ấy mà. Tớ biết chút ít tiếng Anh là nhờ anh ấy nhiều hơn cả. Lúc đầu cậu không nhận ra anh ta à? Đành rồi, ở Gác Sót anh ấy đầu xoa bột trắng xóa, ở đây thì lại chát xi. Khi toán nhạc sĩ da đen ấy biểu diễn xong, anh Bob đến chỗ chúng tôi. Có nhìn thấy cách anh ấy chào hỏi Mattia mới biết chú bạn tôi ăn ở cho người ta yêu mến đến như thế nào. Một người anh em ruột gặp nhau chưa chắc đã có cái ánh mắt và giọng nói vui mừng như thế. Anh hề xiếc xưa kia bảo, vì thời buổi khó khăn, anh ta phải đi làm nhạc sĩ du phương để kiếm bữa. Chúng tôi không thể đứng với nhau lâu, anh ấy phải đi theo toán của anh ấy, còn hai chúng tôi phải đi tìm đến một khu phố mà toán anh không đến. Hai người bạn hẹn nhau đến chủ nhật sẽ hưởng cái thú kể cho nhau nghe những việc mỗi người đã làm từ khi chia tay nhau. Hẳn là do tình bạn đối với Mattia, anh Bốc cũng muốn tỏ thiện cảm với tôi, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã có một người bạn thân. Những kinh nghiệm và những lời khuyên bảo của anh đã giúp chúng tôi biết cách kiếm sống ở London dễ dàng hơn trước. Anh Bob cũng rất mến con Capi và vẫn nói một cách thèm thuồng rằng nếu anh ấy có được một con chó như thế thì làm giàu chẳng mấy chốc. Đã nhiều lần anh bàn với chúng tôi nên hùn sức tay ba, đúng hơn là tay tư, anh Bob, Mattia, Capi và tôi. Nhưng tôi không muốn từ bỏ gia đình trở về đất Pháp tìm gặp Emily và các bạn cũ, thì tôi càng không tha thiết lang thang cùng anh Bốp khắp nước Anh. Chúng tôi nhích dần đến ngày lễ Noel như thế đấy. Bây giờ thì chúng tôi không ra đường từ sáng nữa. Chúng tôi chờ đến 8-9 giờ đêm mới lên đường để đến những khu vực chọn trước. Chúng tôi bắt đầu ở những công viên và đường phố đã vắng bóng xe cộ. Những khúc hợp tấu của chúng tôi cần có sự thanh vắng nhất định để luồn vào các cửa kính, đánh thức trẻ con trên giường ngủ, báo cho các em biết Noel sắp đến, Noel, ngày lễ chí thân của tất cả những người Anh. Đêm càng về khuya thì chúng tôi càng xuống dần các con phố lớn. Bây giờ những chiếc xe cuối cùng chở người đi xem hát đã về qua. Sự yên tĩnh đến thay cho cảnh huyên náo đinh tai trong ngày. Thế là chúng tôi đánh những bản đàn tình cảm nhất, êm đềm nhất, những bản có tính chất sầu thương hay tín mộ. Cây vĩ cầm của Mattia than khóc, cây thủ cầm của tôi rên rỉ. Buổi hợp tấu của chúng tôi đã xong. Chúc quý vị ông bà ngon giấc và vui lễ Noel. Rồi chúng tôi đi đến một nơi khác diễn lại buổi hợp tấu. Giữa đêm khuya, nằm trong giường chăn ấm gối êm mà nghe âm nhạc thì hẳn là thú vị tuyệt vời. Nhưng chúng tôi ở ngoài đường thì không có chăn, cũng chả có gối, thế mà lại phải đánh đàn. Mặc dù mấy ngón tay đã lạnh tê lạnh cóng, có hôm trời đùn mây, sương mù thấm da thịt ẩm ướt, có hôm trời vừa xanh vừa vàng, thăm thẳm gió bấc thổi, rét đến buốt xương. Không có hôm nào khí hậu ôn hòa dễ chịu cả. Thời tiết Noel ác nghiệt với chúng tôi như thế mà suốt 3 tuần lễ chúng tôi chẳng ở nhà tối nào.
Biết bao nhiêu lần các cửa hiệu chưa đóng hết, chúng tôi dừng lại trước những hàng gà vịt, hàng hoa quả, hàng tạp phẩm, hàng bánh mứt. Chao ôi, những con ngỗng béo tròn, những con gà tây núm nính, những con gà mái tơ trắng nõn. Và đây là những núi cam, táo, những đống quả rẻ, mận khô. Những quả ướp lạnh ấy chúng mới thèm làm sao. Nhất định sẽ có những đứa trẻ hí hửng vì thấy nhiều quả bánh, sung sướng ngã vào lòng bố mẹ. Là những kẻ khốn khổ lang thang trên đường phố, chúng tôi vẫn hình dung cảnh ngày lễ gia đình êm đẹp này ở lâu đài người quyền quý cũng như trong lều cỏ kẻ nghèo hèn. Chúc một đêm Noel vui vẻ cho những ai được yêu thương. Sau những ngày Noel phải đi làm ban ngày, cho nên chúng tôi càng ít có hy vọng gặp ông James Milligan. Chúng tôi chỉ còn trông mong ở ngày Chủ nhật. Ngày đó là ngày tự do, có thể là ngày giải trí. Đáng lẽ đi dạo chơi thì thường thường chúng tôi lại ở lì nhà. Chúng tôi chờ đợi, không đả động gì đến những điều đương ám ảnh chúng tôi. Mattia thành khẩn hỏi anh Bob có cách gì tìm được địa chỉ của một bà Milligan có một đứa con trai bị bệnh bại liệt, hoặc là đơn giản hơn thì địa chỉ ông James Milligan. Nhưng anh Bob đã trả lời rằng cần phải biết rõ cái bà Milligan ấy là thế nào và cũng phải biết rõ nghề nghiệp hoặc địa vị xã hội của ông James Milligan ấy. Bởi vì ở ngay London đã có một số người mang cái tên Milligan ấy, huống hồ ở trong nước Anh thì lại càng có nhiều người mang tên ấy hơn nữa. Chúng tôi đâu có nghĩ gì đến điều đó. Đối với chúng tôi, chỉ có mỗi một bà Milligan, đó là bà mẹ của Arthur, và chỉ có mỗi một ông James Milligan, đó là ông chú của Arthur. Mattia lại bảo nên trở về Pháp, và chúng tôi tranh luận lại càng hăng. Tôi nói, cậu từ bỏ cái ý định tìm gặp bà Milligan rồi à? Hẳn là không, nhưng không gì chứng tỏ bà ấy còn ở Anh. Cũng không có gì chứng tỏ bà ấy hiện ở Pháp. Có phần chắc là bà đã sang Pháp. Arthur đã ốm thì mẹ nó tất phải đưa nó đến một vùng khí hậu tốt, người ốm dễ bình phục. Không phải chỉ ở Pháp mới có khí hậu tốt cho sức khỏe. Ở Pháp, thằng Arthur đã lành bệnh một lần rồi, thì tất bà mẹ nó lại đưa nó sang Pháp lần nữa. Và lại, tớ muốn cậu đi khỏi nơi này. Tôi ở vào cái cảnh ngộ gay cấn đến nỗi không dám hỏi Mattia vì sao nó muốn tôi đi khỏi nơi này. Tôi ngại nó trả lời đúng chính cái điều mà tôi không muốn nghe thấy. Nó nói tiếp. Tớ sợ quá. Đi đi thôi, Remy. Rồi cậu sẽ thấy tai vạ giáng xuống đầu chúng ta cho mà xem. Ta đi đi thôi. Tuy thế, tôi vẫn không đành nghe theo lời khuyên của Mattia. Mặc dầu thái độ của gia đình tôi đối với tôi vẫn như cũ. Ông tôi vẫn cứ khạc nhổ một cách giận dữ về phía tôi. Bố tôi chỉ có ra lệnh. Mẹ tôi vẫn không bao giờ để mắt đến tôi. Hai thằng em luôn luôn giở đủ trò ác độc, hòng làm hại tôi. Còn Aniel thì vẫn ra mặt ghét bỏ tôi. Bé Kết vẫn chỉ mến tôi vì có bánh kẹo đem về cho nó. Mà tôi cũng không thể nào tin được khi Mattia cứ một mực nói rằng tôi không phải là cậu ấm Triscoll tiên sinh. Ngờ vực. Đúng, tôi có thể ngờ vực lắm lắm, nhưng bảo tôi tin quả quyết rằng mình đúng là dòng máu Triscoll hay không phải thế, thì tôi không thể làm nổi. Thời giờ trôi đi chậm chạp, rất chậm, nhưng rồi ngày nối ngày, tuần tiếp tuần, cũng đã đến lúc gia đình tôi rời London để đi khắp chốn trên đất nước Anh. Hai chiếc xe đã được sơn lại và đã chất đầy ắp đủ các thứ hàng hóa đem bán trong mùa khô ráo. Cơ man là hàng hóa đã được chất trong xe, đến là tài tình, vải, áo sợi, mũ nồi, khăn quàng, khăn tay, bít tất, quần đùi, áo gi lê, cúc áo chỉ khâu, vải bông, vải len, len sợi, kim, kéo, dao cạo, hoa tai, nhẫn, xà phòng, thuốc mỡ, xi đánh giày, bàn la bằng đá, thuốc bột chữa bệnh ngựa, bệnh chó, thuốc tinh dầu để tẩy phết bẩn, thuốc nước chữa răng, thuốc làm mọc tóc hoặc nhuộm tóc. Chúng tôi đứng đó và thấy rõ ràng là những kiện hàng ấy đều chuyển từ sân Sư Tử Đỏ ra, chứ không phải thẳng từ những cửa hàng bình thường vẫn bán. Cuối cùng xe chất đầy, ngựa cũng đã mua, mua ở đâu, mua cách nào tôi không biết, chỉ thấy dắt ngựa về và mọi việc xếp đặt xong xuôi để lên đường. Còn chúng tôi sẽ làm gì? Ở lại London với ông già không hề rời cái sân Sư Tử Đỏ hay sao? Hay là sẽ đi bán hàng như Allen và Ned?
cũng có thể đi cùng theo xe của gia đình, tiếp tục cái nghề nhạc sĩ xong, biểu diễn tiếp mục tại những làng mạc, thành phố sẽ đi qua. Bố tôi thấy chúng tôi kiếm được khá tiền với cây vĩ cầm và cây thụ cầm, bèn quyết định chúng tôi đi với ông, nhưng vẫn làm cái nghề nhạc sĩ. Trước ngày lên đường, ông nói ý định của ông. Mattia bảo tôi, về Pháp nhé, ta dình cơ hội đầu tiên để trốn đi. Sao không chu du nước Anh một chuyến cho hay? Vì chúng mình sẽ mang họa, tớ nói cho cậu biết đấy. Chúng ta có cơ hội gặp bám ly gan trên đất Anh. Tớ thì tớ tin rằng chúng ta có nhiều hy vọng tìm thấy bà ấy trên đất Pháp hơn. Thôi được, chúng ta hẵng cứ thử tìm trên đất Anh, sau này sẽ hay. Cậu biết cậu đáng gì không? Không, đáng cho tớ bỏ mặc cậu, cậu cút một mình sang Pháp. Cậu nói có lý đấy, vì vậy tớ khuyên cậu cứ làm thế đi. Tớ biết tớ không có quyền giữ cậu, tớ biết là cậu ở lại với tớ thế này là cậu tốt bụng quá. Vậy thì cậu hãy đi đi, rồi cậu tìm đến Liz, nói với em rằng cậu là thằng ngu, một thằng xấu cho nên mới nghĩ rằng tớ có thể bỏ cậu mà đi trong lúc cậu đương khốn khổ thế này à. Cậu khổ, phải, cậu khổ lắm. Thì tớ làm gì cho cậu mà cậu có những ý nghĩ như thế kia chứ? Hãy nói đi nào, nói tớ đã làm gì cậu, không phải làm gì hết, phải không? Thế thì chúng ta lên đường với họ đi thôi. Chúng tôi lại ra đi trên đường thiên lý, nhưng lần này tôi không được tự do muốn đi đâu thì đi, tự muốn làm gì thì làm. Chúng tôi đi theo gia đình Driscoll. Tuy nhiên tôi rời bỏ thành phố London với cái cảm giác là được giải phóng. Tôi phải nhìn thấy cái sân sư tử đỏ và cái miệng hầm, nó cứ luôn luôn thu hút mắt tôi, mặc dù tôi cố cưỡng lại. Đã bao nhiêu lần đương đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy một ánh đèn soi vào cửa sổ chỗ tôi nằm. Đó là một ám ảnh, một cơn mê, nhưng vẫn đáng sợ. Tôi đã nhìn thấy cái ánh đèn ấy một lần, thế là đủ để cho tôi cảm thấy nó ở mãi trước con mắt tôi như một ngọn lửa nóng bỏng. Hai đứa tôi đi theo sau xe, chúng tôi không phải ngửi mùi hôi thối ở Penat Green nữa, mà hít thở khí trời trong sạch ở những cánh đồng chúng tôi đi qua. Những cánh đồng ấy không mang cái từ green trong tên chúng, nhưng lại có màu xanh cho đôi mắt ngắm và tiếng chim hót cho đôi tai nghe. Ngay trong hôm đầu ra đi, tôi đã thấy người ta bán những hàng hóa không mất tiền mua ấy như thế nào. Đoàn chúng tôi đến một thôn lớn, đỗ xe ngay giữa chợ, người ta hạ một bên thành xe xuống, và thế là cả gian hàng phơi bày dưới con mắt tọc mạch của người mua. Bố tôi giao, các ông các bà hãy xem giá hàng đi, không đâu người ta bán giá cả như thế này. Vì không bao giờ xỉa tiền mua cho nên tôi có thể bán rẻ. Bán đấy à? Không, bán thế này cũng bằng cho không mà thôi. Hãy xem giá hàng, mời các ông các bà hãy xem giá hàng. Có những người đến xem giá hàng. Lúc đi, tôi nghe thấy họ nói, hàng hóa này chắc là đồ trộm cắp. Tự hắn nói rồi đó chứ còn gì. Giá họ nhìn qua phía tôi, họ thấy mặt tôi đỏ bừng lên thì chắc họ biết rằng những lời ước đoán của họ rất có căn cứ. Mattia thì nó thấy ngay, và tối hôm đó nó nói chuyện về chuyện ấy, mặc dù từ trước tới nay nó tránh không đi thẳng vào vấn đề. Cậu chịu mãi được sự sỉ nhục này chăng? Van cậu đừng có nhắc đến nếu cậu không muốn làm khổ tớ hơn nữa. Tớ có muốn thế đâu, tớ muốn chúng mình trở về Pháp. Tớ nói mãi với cậu rằng thế nào cũng xảy ra tai vạ. Bây giờ tớ nhắc lại lần nữa và tớ cảm thấy tai vạ sắp sáng xuống rồi đây. Cậu phải hiểu rằng không chóng thì chầy, rồi cũng có ngày bọn cảnh sát muốn biết làm thế nào mà tiên sinh Driscoll bán hàng của mình rẻ đến thế. Lúc bấy giờ sự thể sẽ ra sao? Mattia, tớ van cậu. Cậu đã không muốn mở mắt ra cho thấy thì tớ phải nhìn thấy hộ cho cậu. Sẽ có ngày người ta tóm cổ giáo, cả cậu cả tớ nữa, mặc dù chúng mình không làm gì nên tội. Làm sao cứ tự minh chứng rằng chúng ta không can dự vào? Làm sao tự bào chữa cho được? Không phải mình ăn thứ bánh mua bằng tiền bán những món hàng ấy sao? Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Nó đập vào tâm trí tôi như một nhát búa tạ ai nện lên óc. Tôi gắng gượng chống chế, không phải chống chế với Mattia mà chống chế với cái ý nghĩ ấy. Tôi nói, nhưng chúng mình ăn cái thứ do chính chúng mình kiếm ra đấy chứ. Đúng đấy,
Matia đáp, nhưng có điều này cũng đúng, tức là chúng ta hợp tác với những người ăn cái thứ họ không làm ra. Người ta sẽ vạch điều đó ra và người ta cũng chỉ vạch đến điều đó mà thôi. Chúng ta sẽ bị tù tội như họ. Điều đó nhất định làm cho tớ đau khổ vô cùng vì bị cầm tù do tội trộm cắp. Nhưng tớ còn đau khổ hơn nhiều nếu chính cậu cũng bị như thế. Tớ chỉ là một đứa trẻ khốn nghèo hèn. Và rồi tớ cũng đến thế là thôi. Còn cậu, khi tìm thấy gia đình thật sự của cậu ấy, gia đình cậu sẽ buồn tủi biết bao, cậu sẽ xấu hổ biết bao nếu cậu đã bị tù tội. Và lại, bị tù thì không có cách nào tìm gia đình cậu hết. Bị tù thì không có cách nào báo cho bà Milligan hay cái việc ông James Milligan mưu hại thằng Arthur. Thôi thì chúng ta hãy chuồn đi trong khi còn kịp. Cậu chuồn đi. Cậu cứ nhai nhai mãi cái chuyện dại dột ấy, chuồn thì chúng ta cùng chuồn, hoặc bị tóm thì chúng ta cùng bị tóm. Chừng nào chúng mình bị tóm rồi, sắp đấy, không phải chờ lâu đâu, chừng ấy cậu sẽ chịu trách nhiệm đã làm liên lụy đến tớ, rồi cậu xem cái trách nhiệm ấy có nặng nề không. Cậu khăng khăng đòi ở lại bên cạnh người ta mà có ích lợi cho người ta thì sự cứng đầu của cậu tớ còn hiểu được, đó là một cử chỉ đẹp đẽ. Đằng này cậu chả cần thiết gì cho họ. Không có cậu, ngày trước họ vẫn sống, sau này họ cũng sống, ta đi mau thôi. Thế thì cậu hãy thư thư cho tớ vài ngày để tớ suy nghĩ rồi hẵng hay. Phải nhanh lên, yêu quái đánh hơi thấy thịt tươi, tớ đánh hơi thấy tai vạ. Chưa bao giờ, lời lẽ và sự van nài của Matia làm tôi xúc động sâu sắc đến thế. Mỗi khi nghĩ đến thì tôi tự nhủ rằng thái độ do dự của tôi là hèn nhát, rằng bề nào thì tôi cũng phải quyết định đi, phải biết mình muốn gì mới được. Việc xảy đến về sau đã làm hộ tôi cái việc tự tôi không dám làm. Chúng tôi rời bỏ thành phố London đã mấy tuần rồi. Bây giờ chúng tôi đến một đô thị sắp mở hội đua ngựa. Đua ngựa ở Anh không giống như ở Pháp. Ở Pháp, đua ngựa là một trò giải trí cho kẻ giàu sang. Họ đến để xem 3-4 con ngựa chạy thi, để cho người ta xem mình và để đánh cá dăm 3 đồng bạc. Ở đây, đua ngựa là một ngày hội dân gian của cả một vùng và người ta đến không chỉ để xem ngựa chạy. Trên đồng hoang hay trên động cát dùng làm bãi quần, từ mấy ngày trước, những toán xiếc, những người bói toán du phương, những người bán hàng rong đã đến họp chợ. Chúng tôi cũng vội vã chiếm chỗ ở cái hội chợ ấy. Matia và tôi với tư cách là nhạc sĩ, gia đình Driscoll với tư cách là người buôn bán. Tuy nhiên, bố tôi không đến bãi quần mà lại dọn hàng ngay trong thành phố. Có lẽ ông nghĩ ở đó bán chạy hơn. Đến sớm và không bận vào công việc bán hàng, hai chúng tôi đi dạo xem bãi quần ở một cánh đồng cói gần thành phố. Nhiều lều vải đã dựng lên, từ xa trông thấy những cột khói mỏng thì biết ngay địa điểm và ranh giới của bãi quần. Chúng tôi đi vào một con đường trũng, trong giây lát thì ra tới cánh đồng. Cánh đồng ngày thường cằn cỗi và trống hoang, chiều hôm nay lô nhô những nhà ván dùng làm quán rượu, quán ăn, những lều, những xe, có khi chỉ là những bếp lửa trại giữa trời. Chung quanh đó chen chúc những người mặc áo quần đẹp lắm, nhiều hình sắc. Chúng tôi vừa đi ngang qua một bếp lửa trại, trên đó lủng lẳng một chiếc nồi, thì nhận thấy anh Bốp. Gặp chúng tôi, anh mừng rỡ khôn xiết. Anh đến hội đua với hai bạn đồng nghiệp để biểu diễn tài nghệ và thể lực. Nhưng mấy nhạc sĩ đã hẹn với các anh ấy lại không giữ lời hứa. Thành thử, cái khoản thu hôm nay sẽ trả ra gì, chứ không hời như các anh hy vọng. Anh bảo chúng tôi có thể giúp ích cho các anh nhiều lắm nếu chúng tôi vui lòng thay thế bọn nhạc sĩ kia. Tiền thu sẽ chia năm, lại có phần cho con Capi nữa. Matia liếc mắt sang tôi. Thấy con mắt nó, tôi biết rằng nhận lời anh Bốp thì nó sẽ khoái lắm. Vì chúng tôi được phép tự do muốn làm gì thì tùy thích, miễn là đem nhiều tiền về, nên tôi nhận lời. Hai bên giao hẹn sáng hôm sau thì chúng tôi đến cho các anh ấy bố trí công việc. Khi về, tôi báo cáo thu xếp việc này với bố tôi thì xảy ra một trở ngại. Bố tôi bảo, ngày mai tôi cần con Capi, các anh không được mang nó theo. Nghe thấy thế, tôi đâm lo, người ta muốn dùng con Capi vào một việc xấu xa đây chăng? Nhưng bố tôi đánh tan ngay sự lo lắng ấy. Con Capi thính lắm, ông nói, tiếng động nhỏ nào nó cũng nghe và nó biết giữ của giỏi. Nó giúp chúng ta coi xe rất tốt, vì trong cảnh lộn xộn lắm kẻ lại người qua, ta có thể bị lấy trộm hàng. Vậy chỉ hai anh đi đánh đàn với Bốp thôi, nếu biểu diễn quá khuya,
Chắc là thế, thì các anh đến tìm tôi ở quán cây sồi lớn, gia đình sẽ ngủ lại ở đó vì tôi định tối mai rời khỏi nơi này. Quán cây sồi lớn mà chúng tôi chọn đêm trước ở cách nơi này chừng một dặm. Quán dựng ở giữa cánh đồng trống tại một nơi vắng vẻ rùng rợn. Vợ chồng chủ quán có một vẻ gì khả nghi. Đường thẳng băng tìm đến quán này rất dễ. Duy phiền một nỗi là sau một ngày làm việc mệt nhọc, đi thế cũng hơi xa. Nhưng đó không phải là một điều đáng lưu ý bố tôi. Ông không chịu để cho người ta cãi lại. Ông đã bảo thì phải vâng, không được đối đáp. VTC Now.